trên thực tế sự lựa chọn các cái thành phần tự nhiên này trong các cái sản phẩm chăm sóc tóc không chỉ là cái xu hướng mà còn là các cái quyết định được chứng minh bằng khoa học hiện nay. Các cái thành phần như là linh chi này, rồi thì hương thảo này, hà thu đỏ này, bồ kết bồ hòn này và cái dầu dừa phân đoạn đã được đánh giá cao bởi những các cái ưu điểm vượt trội của nó sau đây. Trước hết là ta nói đến linh chi đi. Một cái loại nấm chứa rất là nhiều các cái chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì còn có các cái acid amin này giúp cho lưu hành tuần hoàn máu rất là tốt và cung cấp các cái dưỡng chất cho tóc từ gốc cho đến ngọn được nuôi dưỡng một cách tốt hơn. Thứ hai là hương thảo với cái tác dụng là kháng sinh thực vật này, chống viêm này, rồi thì ngăn ngừa được ngứa này, để tăng cường cái sức đề kháng của da đầu, ngăn ngừa được nấm cũng như là gầu rồi thì ngứa và ngăn cản cái việc là sản sinh quá nhiều dầu tự nhiên ở trên da đầu, góp phần làm giảm cái vấn đề tóc cũng như là vấn đề da nhờn. Thành phần thứ ba được kể đến đấy là hà thua đỏ, có cái tác dụng bổ máu này, kích thích các cái tóc phát triển. Các cụ ta xưa vẫn có câu là muốn cho xanh tóc đỏ da này, rủ nhau lên núi tìm hà thủ ô này. Các cái hoạt chất của hà thủ ô đỏ có cái khả năng chống oxy hóa cao, làm chậm cái quá trình thoái hóa các cái tế bào, làm tăng nhiều các cái hồng cầu trong máu, khiến cho da rẻ của chúng ta hồng hào này, chân tóc của chúng ta cũng sẽ được đủ các cái chất này, tăng cường cái sức đề kháng cho tóc này. Và vì vậy cho nên là tóc mọc dày hơn này, chắc hơn này, rồi thì đen hơn này, giảm ngứa. Thành phần tiếp theo đấy là bồ kết. Người ta vẫn cứ nói là bồ kết thì sạch gầu mà, làm cho sạch tóc, mượt tóc. Bồ hòn thì giúp cho tóc chắc khỏe và bóng mượt hơn. Sản phẩm được sử dụng bồ hòn và bồ kết ý, thì làm sạch tóc nhưng không gây ảnh hưởng đến da đầu mà không có sun phát. Sun phát thì là một trong những chất mà rất hay sử dụng trong các cái dầu gội đầu thông thường, và nó sẽ làm sạch tóc nhưng mà nó gây khô tóc cũng như là làm cho da đầu của mình nó khô hơn. Dầu dừa phân đoạn ấy là một cái nguồn dưỡng chất rất là giàu các cái axit béo này, rồi vitamin E này, giúp cung cấp các cái độ ẩm cho tóc. Điều này ấy, giúp cho tóc mượt này, rồi giữ cho tóc luôn luôn là mềm mại mượt mà này. Rồi tinh dầu hương thảo này, oải hương này, tinh dầu của bạc hà này, với các cái thành phần tinh dầu này thì quý vị biết đấy, nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu, làm cho người dùng giảm được stress và thư giãn, tăng cường cái lưu thông máu ở dưới da, dinh dưỡng cho da tốt hơn, cho nên là da khỏe mạnh và nuôi dưỡng cái chân tóc rất là khỏe mạnh. Vì vậy cho nên sợi tóc rất là suôn này, mượt này, giảm được cái tình trạng ngứa và kích ứng da đầu của chúng ta, đặc biệt là đối với những người mà có cái làn da nhạy cảm hoặc là rất là dễ bị kích thích. Tất cả những các cái thành phần trên mà tôi vừa nói đến ấy, kết hợp với nhau trong sản phẩm chăm sóc tóc, đây là một cái phương pháp tự nhiên và có cái hiệu quả làm giảm cái việc rụng tóc này, kích thích tóc mọc này và cải thiện cái sức khỏe của sợi tóc và da đầu. Điều này không chỉ làm cho tóc trở nên khỏe mạnh này, bóng mượt này, mà còn làm cho da đầu hạn chế cái vấn đề là gầu trong da đầu vì là da đầu nhờn nữa.